Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong những tuần tiếp theo. Hôm 12 tháng 1, 2021, Đức ông Guido Marini, trưởng ban phụng vụ của Đức Thánh Cha, cũng đã cho công bố lịch các sự kiện do Đức Thánh Cha chủ sự trong tháng này và tháng 2, bắt đầu từ 24 tháng 1 tới. Vào Chủ nhật thứ ba thường niên, theo những gì đã được loan báo trong tông thư dưới dạng tự sắc Aperius Inlis, người mở trí cho các ông, năm 2019 dành cho việc suy niệm và phổ biến lời Chúa. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày hôm sau, thứ Hai 25 tháng 1, lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại và kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu lần thứ 54. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, theo truyền thống dành cho các sự kiện đại kết. Trong tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chỉ cử hành một sự kiện, thứ Ba ngày 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh và ngày đời sống thánh hiến lần thứ 25. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 5 giờ 30 chiều tại đền thờ Thánh Phêrô dưới sự hiện diện của các thành viên của bộ các dòng tu.